Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, khi nói về khởi đầu của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, thì theo tài liệu từ trang web của The History cho biết, thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh giành độc lập từ năm 1775 đến năm 1783 tại Hoa Kỳ không có cơ quan tình báo chuyên nghiệp. Những thông tin quan trọng chi phối chiến lược tác chiến mà nay chúng ta thường được gọi là thông tin tình báo, thường được những người tự nguyện cung cấp nhóm điệp viên Cooperring của Mỹ, tướng George Washington giữ vai trò không nhỏ trong cuộc chiến lịch sử này. Đến thập niên 1930, người ta mới biết đến sự tồn tại của nó. Nói đến cha đẻ của ngành tình báo quân sự Mỹ và nhiệm vụ chưa trọn. Năm 1755, cuộc chiến giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại Đế quốc Anh bùng nổ. Trong thời kỳ đầu của cuộc chiến với mục tiêu cuối cùng là tách khỏi đế quốc Anh. Tướng Washington, tổng tư lệnh quân đội thuộc địa Bắc Mỹ, tiếp nhận thông tin tình báo từ nhiều nguồn khác nhau. Dưới tướng Washington có rất nhiều thanh niên tuổi trẻ, xông xáo và đầy nhiệt huyết. Họ xem cuộc đấu tranh tự do và độc lập của quê hương là ý nghĩa của cuộc đời của họ, nên sẵn sàng mạo hiểm thực hiện nhiệm vụ giọ thám các hoạt động của quân đội Anh mà Nathan Hale là một trong số đó, Nathan Hale sinh ngày 6 tháng 6 năm 1755 tại Coventry, tiểu bang Connecticut. Khi cuộc chiến bùng nổ, ông giáo viên trẻ từng tốt nghiệp đại học Yale với tấm bằng danh dự hạng nhất đã tình nguyện tham gia lực lượng quân đội ở Connecticut với chức trung sĩ. Nathan Hale đã khai thác được một số tin tức về tình hình bố trí và vũ trang của Anh quốc. Nhưng không may cho ông, hoạt động chưa lâu, Nathan Hale đã bị người Anh bắt giữ. Ông cắn răng chịu mọi đòn tra tấn, nhất quyết không khai báo điều gì, nên bị treo cổ vào tháng 9 năm 1776 khi ông mới 21 tuổi. Câu nói của Nathan Hale trước khi bị treo cổ đã trở thành bất hủ. "Tiếc là tôi chỉ có một cuộc đời để hy sinh cho đất nước của tôi." có một thời gian tin về cái chết Nathan Hale được giấu kín. Nhưng gần nửa năm sau thì báo chí bắt đầu loan tin về cái chết bi thảm Nathan Hale trong khi làm nhiệm vụ vì tổ quốc. Nathan Hale chính là hình mẫu của nhân vật trung tâm trong tiểu thuyết tên gián điệp, nhà văn Mỹ nổi tiếng Fan E. Moore Tuy điệp viên không mấy kinh nghiệm này gặp thất bại trong khi thi hành nhiệm vụ, nhưng nhiệt huyết và lòng ái quốc chân thành của ông đã được mọi người đời sau tôn làm cha đẻ của ngành tình báo quân đội Mỹ. Không có nhiều nhà tình báo được dựng tượng đài vì sự cống hiến của họ cho đồng bào và cho tổ quốc của mình. Riêng tượng đài Nathan Hale được dựng tại thủ đô Washington, D.C. Mặc dù Nathan Hale chẳng lập nên được một kỳ tích đặc biệt nào, nhưng tấm gương hy sinh của ông dưới tay của quân đội Anh quốc đã thổi bồng lên ngọn lửa tinh thần chiến đấu chống kẻ thù của lớp trẻ yêu nước của người dân Mỹ và rất nhiều người trong số họ đã nối gót Nathan Hale. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử tình báo cho rằng tướng Washington khi biết về cái chết của nhà tình báo trẻ tuổi đã đi đến kết luận quyết định thành lập cơ quan tình báo chuyên nghiệp thu hút không những những người yêu nước nhiệt huyết mà cả những thanh niên có phẩm chất cần thiết khác như trí tuệ và mối quan hệ xã hội. Nhóm điệp viên của Washington đã ra đời vào cuối năm 1778, khi Trung úy Caleb Buter ở Connecticut mạnh dạn đến gặp tướng Washington và ngỏ ý tình nguyện cung cấp những tin tức của quân đội Anh mà ông đã nắm được. Brewster đã báo cáo cho Washington về tình hình chuyển quân của quân đội Anh tới Ross Island và tình hình các chiến hạm của Anh quốc những điệp viên trưởng thành trong cuộc chiến giành độc lập tại hậu phương của quân đội anh họ đã tổ chức một mạng lưới gián điệp hay có thể gọi là một chuỗi theo cách nói của George Washington các mắt xích của chuỗi này được ngụy trang dưới mật danh là Samuel Cooper hay là Coopering và hoàn toàn được bảo mật mặc dù tình báo quân sự mỹ thời đó chưa hề có một chút kinh nghiệm nào phải mất một thời gian sau Washington mới tuyển dụng được các điệp viên chính thức và hoạt động phía sau chiến tuyến của đối phương. Cupering được tổ chức bởi thiếu tá Mỹ, sau đó là đại tá Benjamin Tameje, dưới sự chỉ huy của tướng George Washington vào mùa hè năm 1778, trong thời kỳ chiếm đóng của thành phố New York vào thời đỉnh cao của chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ. Nhiệm vụ của nhóm này là cung cấp các tin tức mật liên quan đến hoạt động của lục quân anh ở new york và các thuộc địa khác ở mỹ lúc đó thành phố new york là nơi đặt đại danh bản của quân đội anh và cũng là căn cứ cho các chiến dịch trong cuộc chiến tranh trên đất mỹ tướng washington đã tuyển nathaniel saket và chỉ định một trong những người quen làm đầu mối liên lạc về mặt quân sự saket đã sáng tạo cho nhóm một số phương pháp thu thập tình báo trong số này có phương pháp duy trì liên lạc một số gián điệp nào đó ở bên trong lĩnh vực của đối phương và thường xuyên liên lạc để thu nhận thông tin. Một trong các phát hiện lớn nhất của Saquet là việc quân đội Anh đã chế tạo các con thuyền để tấn công Philadelphia. Anna Strong là người chuyên sử dụng tín hiệu từ công việc giặt là để thông báo cho nhóm biết khi nào thì gián điệp đơn lẻ có tin cần phải gửi đi. Nếu cô treo một chiếc váy lót màu đen ở trên dây phơi, điều đó có nghĩa là có tin tình báo mới. Còn khi cô gắn vài chiếc khăn tay màu trắng bên cạnh chiếc váy lót kia là mật hiệu thông báo về vị trí mà người cung cấp tin muốn gặp gỡ cấp trên. Anna Strong không phải là nhân viên nữ duy nhất tham gia vào Coopering. Phụ nữ thường đóng vai trò chỉ điểm, bao gồm các thân nhân của nam điệp viên. Một thành viên khác của nhóm này là Robert Townsend, được biết đến với mật danh là Seymour Cooper Jr. Ông có hiệu may lớn ở thành phố New York và đó là cơ hội được tiếp cận các nguồn tin của người Anh. Ông này ít có nguy cơ bị phía Anh nghi ngờ, do cũng là cây bút thường xuyên cho một mục đề trên một tờ báo trung thành với người Anh và đồng sở hữu một quán cà phê với một người thân Anh. Khi có nhiều thành viên tham gia, nhóm Coopering đã bắt đầu thành lập các phương pháp liên lạc mới hơn. Nhiều thành viên đã sử dụng các thông điệp đã được mã hóa, ẩn giấu bên trong các tờ báo, cũng như là sử dụng mực tàn hình để che giấu thông điệp nằm giữa các dòng chữ của một bức thư thông thường. Họ cũng bắt đầu sử dụng bí danh và mã số. Mã số của Washington là 711. Hercules Mulligan là một nhân vật đáng lưu ý trong Coopering. Mullion thường để cho người nô lệ của mình tên là Cato tham gia vào các điệp vụ. Chính Cato đã báo cáo cho Hamilton về việc người Anh muốn bắt cóc và giết chết tướng Washington. Phải mãi tới thập niên năm 1930, người ta mới phát hiện ra sự tồn tại của nhóm gián điệp Coopering. Khi ấy, những bức thư cũ tìm thấy trong gia đình của Townsend cho thấy Robert Townsend và ông Samuel Cooper chỉ là một người. Khi trở thành tổng thống thì George Washington mới hé lộ ra vài chi tiết như là cuốn sổ kế toán do chính Washington ghi chép đã cho thấy các năm từ năm 1775 đến năm 1781 ông đã chi cho tổ chức tình báo của mình tất cả là 17.617 Mỹ Kim. Có những khoản chi phí liệt kê trong sổ là dành cho các nhân vật vô danh vì không thể tiết lộ tên của họ và Washington là người duy nhất có tự điển mã hóa và mực in vô hình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.